Kính thưa chủ tòa kỳ họp, kính thưa quốc hội, trước hết tôi xin tán thành cơ bản báo cáo của chính phủ về tình hình kinh tế xã hội năm 2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023 và thấy rằng những thành tựu đạt được trong bối cảnh đất nước vừa gương dày sau đại dịch Covid-19 và thách thức từ diễn biến phức tạp, bất định khó lường của thế giới càng thấy rõ giá trị kết quả đạt được, nhân dân và cử tri cả nước rất phấn khởi, tin tưởng. Sau đây, tôi xin phát biểu mấy vấn đề mà cử tri và nhân dân đang rất quan tâm hiện nay. Thứ nhất, từ ngàn xưa, ông cha ta đã có lời nguyền về những mối hiểm hòa khôn lường, nhất thủy, nhì hỏa. Ấy vậy mà công cuộc phòng thủy, phòng hỏa của chúng ta hôm nay nhìn lại còn quá nhiều điều phải bàn, phải làm. Việc lụ lụt miền Trung, sạt lở, lụ quét vùng miền núi, sói lở bờ sông, bờ biển, nước triều dưng thường xuyên đã đành thì gần đây những thành phố lớn được đầu tư hiện đại đều lần lượt bất ngờ xuất hiện ngập lụt lớn. Chính phủ, các bộ ngành, các địa phương đã có nhiều nỗ lực trong công tác phòng chống, ứng phó với biến đổi khí hậu, đầu tư rất nhiều cho hạ tầng kinh tế kỹ thuật. Nhưng điều đó dường như chưa đủ trước hình thái biến đổi khó lường của thời tiết, khí hậu ngày càng cực đoan, hiểm hòa nhất thủy luôn trực chờ đe dọa. Trong thiết kế kỹ thuật mỗi công trình, hạ tầng kinh tế, đô thị chúng ta đã quá ít chú ý đến hạ tầng cho thoát nước, thoát lũ, hoặc vì những lợi ích trước mắt mà bỏ qua những hệ lụy có thể mang đến trong dài hạn. Mỗi con đường mở ra như những con đê chắn nước ngăn thoát lũ, mỗi khu dân cư công trình đô thị mọc lên luôn rình rập sự quá tải bất cập của hệ thống thoát nước. Vì vậy, không lũ, không ngập úng mới là chuyện lạ. Vậy đâu là nguyên nhân, trách nhiệm thuộc về ai, giải pháp nào cho vấn nạn này? Chúng ta đã có cả chiến lược quốc gia về biến đổi khí hậu đến năm 2050 với những mục tiêu đầy tham vọng, song dường như sự đầu tư và quyết tâm chưa tương xứng với sức mạnh tàn phá của thiên nhiên ngày càng khốc liệt, khó lường. Vì thế, tôi đề nghị chính phủ cần ra soát, đánh giá đầy đủ hơn tình hình triển khai thực hiện chiến lược này, nhất là tổng thể hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu để khẩn trương tổ chức thực hiện đồng bộ bằng tổng thể giải pháp căn cơ, chiến lược mạnh mẽ, bài bản và quyết liệt hơn trước mắt cần tập trung nguồn lực giải quyết cho được bài toán về chống ngập lụt tại các đô thị xói lở sạt lở ở vùng miền núi vùng ven biển ven sông trong quy hoạch tổng thể quốc gia quy hoạch ngành vùng địa phương đến đây nhất thiết phải đặt trọng tâm nhiệm vụ phát triển đi đối với thích ứng với biến đổi khí hậu với dự báo tầm nhìn dài hạn giải pháp khả thi nhất có thể và xem đây chính là động lực cho sự tăng trưởng thời gian gần đây tình hình cháy nổ hỏa hoạn diễn biến phức tạp với tần suất gia tăng, nhất là các vụ cháy tại các khu dân cư, trung cư cao tầng, khu công nghiệp, chợ, trung tâm thương mại, cơ sở sản xuất, vũ trường, karaoke, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng thương tâm, gây bao nội ám ảnh bất an. Cháy có thể xảy ra bất cứ ở đâu và lúc nào. Nguyên nhân của các vụ cháy, ngoài ý thức trách nhiệm của các chủ cơ sở, sự bất cẩn của người dân do đầu tư hệ thống thiết bị phòng cháy chữa cháy chất lượng kém làm cho có để đối phó thì trách nhiệm này thuộc về các cơ quan quản lý nhà nước lực lượng chuyên trách quản lý về phòng cháy chữa cháy. Có hay không tiêu cực, xoe xoa trong kiểm tra, thanh tra cấp phép an toàn về phòng cháy. Truy cứu trách nhiệm các chủ cơ sở công trình để xảy ra cháy nổ là đúng. Vậy phải xem xét trách nhiệm quản lý như thế nào với họ hoàn. Có làm cháy trách nhiệm của các cấp chính quyền và cơ quan quản lý nhà nước về phòng cháy chữa cháy không? Tôi đề nghị Chính phủ báo cáo giải trình rõ nguyên nhân, trách nhiệm quyết tâm và giải pháp căn cơ nào nhằm đẩy lùi sự gia tăng, nâng cao năng lực phòng cháy, bảo vệ an toàn tín mạng, tài sản của nhân dân và nhà nước. Đề nghị Ban Thường vụ Quốc hội cho giám sát việc thực hiện kết luận chuyên đề của Quốc hội khóa 14 về công tác phòng cháy, chữa cháy. Thứ hai, trong nhiều năm qua, tỉnh Quảng Trị đã nỗ lực phấn đấu cho mục tiêu trở thành trung tâm năng lượng mới của khu vực trên trục hành lang kinh tế Đông Tây. Nhà máy nhiệt điện Quảng Trị 1.250 MW được Thủ tướng đồng ý chủ trương đầu tư trong quy hoạch sơ đồ điện bảy. Song do nhiều nguyên nhân khó khăn, khó khăn từ phía nhà đầu tư nên dự án triển khai tiến độ chậm. Vấn đề này đã làm ảnh hưởng rất lớn đến quy hoạch, kế hoạch phát triển của tỉnh và hệ lụy khác của người dân địa phương, nhất là khi đã thực hiện các bước về giải phóng mặt bằng, tái định cư. Vì vậy, kính đề nghị Chính phủ chỉ đạo tháo gỡ khó khăn để tiếp tục đẩy nhanh thực hiện dự án trong tổng sơ đồ điện bại quốc gia. Điều đó sẽ giúp cho tỉnh Quảng Trị có thêm động lực thực hiện khát vọng vượt khó vươn lên cùng với bạn bè trong cả nước. Kính thưa Quốc hội, một trong những đổi mới hoạt động của Quốc hội khóa 15 là Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đặc biệt quan tâm đến công tác dân nguyện, đã chỉ đạo rốt ráo việc xem xét, xử lý, giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị cử tri xem xét các vụ việc kéo dài bức xúc mà cử tri công luận đại biểu quốc hội kiến nghị nhiều lần điều này ngày càng thể hiện trách nhiệm quốc hội hành động vì dân nhân dân đồng tình và gửi niềm tin sâu sắc vào quốc hội tuy vậy vẫn còn đó vụ án gỗ chắc xảy ra tại quảng trị và thành phố đà nẵng cách đây 10 năm có nhiều dấu hiệu oan sai vi phạm pháp luật nghiêm trọng của các cơ quan tố tụng trong xử lý vụ án nghi ngờ về tính đúng đắn của phán quyết của tòa án nhân dân đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã xem xét cụ thể vụ việc, giám sát tại hai phiên tòa xét sự sơ thẩm và phúc thẩm vụ án và đã báo cáo kiến nghị nhiều lần đến các cơ quan có thẩm quyền đề nghị xem xét đánh giá lại vụ án này. Những mong công lý quyền lợi chính đáng hợp pháp của công dân được bảo vệ, pháp luật được thường tôn, nhưng đến đây vẫn chưa có hồi âm. Một lần nữa, chúng tôi xin kiến nghị Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền chỉ đạo giải quyết dứt điểm đừng để thời gian trôi đi trong nỗi khắc khoải chờ mong của người dân trong sự chờ đợi của đại biểu quốc hội và công luận và cũng xin đừng để tiếng tôi vang rừng núi sau không ai trả lời mãi thì sao xin cảm ơn quốc hội